lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn rất đặc biệt như lai ứng tránh đẳng giác khéo vì các thiện nam tử thiện nữ nhân đại thừa tuyên thuyết các loại trước và chẳng trước tướng phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy như ông đã nói tất cả như lai ứng tránh đẳng giác kéo vì các thiện nam tử thiện nữ nhân đại thừa tuyên thuyết các loại trước và chẳng trước tướng khiến cho người học bát nhã ba la mật đa lìa các nhiễm trước mau đạt cứu cánh lại nữa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành sắc trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thọ tưởng hành thức trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành nhãn xứ trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành nhĩ tĩ thể thân ý xứ trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành sắc xứ trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành nhãn giới trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành nhĩ giới trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc Cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng, là hành bát nhã ba la mật đa. này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành tĩ giới trước và chẳng trước tướng, là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng, là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành thiệt giới trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiện xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành thân giới trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành ý giới trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra trước và chẳng trước tướng là hành bát nhã ba la mật đa